các cháu đã sống ở trong bốn bức tường quen rồi. Đấy, thi thoảng có được những cái buổi ra ngoài như này tôi thấy là rất là bổ ích cho các cháu. Các cháu biết được thiên nhiên, cây cỏ rồi là các cái loài vật. Đấy, chứ ở nhà thì các cháu không thấy những cái này.